Ngày mới, Minh được Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình, nắm được thời cơ giải hung hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chính Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác, bí ẩn về vận mệnh cuộc đời tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, càng già càng giàu. Từ 67 tuổi trở về sau, cuộc đời hết khổ, hưởng thụ cuộc sống an nhàn, giàu sang phú quý, hạnh phúc sung dày bên con cháu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 thân mến, người xem số mệnh là người xem hành động ở hiện tại, bản mệnh đã gieo gì vào tương lai và ở xa xôi, bản mệnh sẽ có kết quả gì? Biết được số mệnh tốt xấu là một phần, nhưng biết được vì sao lại có kết quả ấy thì tự mình sẽ cứu được mình từ rất sớm. Không phải tai ương ở đâu trên trời đổ ập xuống bản thân vô căn cứ, mà nó đã được nuôi dưỡng từ rất lâu rồi. Chuyện gì trên đời cũng có nguyên nhân và kết quả. Mới đây nhất, thầy Tử Vi đã lập nên quẻ lá số hậu vận nửa đời sau của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Liệu vận mệnh cuộc đời của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 sẽ gặp may mắn hay phải chịu tai hung? Thì ngay sau đây xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi theo dõi hết video để tìm ra câu trả lời nhé. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 là một cuộc đời thấm đẫm những thất vọng về nhân tâm, thấm đẫm những đau thương, những sững sờ ngẩn ngơ. Rất nhiều lần cho đi nhiều hơn là nhận được, rất nhiều thiệt thòi, rất nhiều chán nản vì sự chân tình, thẳng thắn, nhiệt thành của bản thân. Cuộc đời của tuổi Kỷ Hợi luôn cần họ phải chăm chỉ, vì nếu không chăm chỉ thì chẳng có chút tựu thành về thân. Nó là cuộc đời làm 10 chỉ mong được 5, nhưng rồi bị bầy chim ưng mang tên bạn bè, người thân cấu xé, cuối cùng cũng chỉ còn được 2-3 phần về mình. Cuộc đời của Kỷ Hợi là một cuộc đời hiếm khi được thừa kế, là một cuộc đời mà muốn gì thì phải tự đi mà làm lấy, quy đổi từng giọt mồ hôi, từng giọt nỗ lực, từng giọt nhiệt huyết, nhiệt thành chuyển hóa nó thành vật chất trong tay. Thì phi là có, hiểu nhầm là lắm, lừa bạc cũng nhiều. Nhưng dù bao nhiêu nghịch cảnh, bị đời gieo bao ưu phiền, ngọn lửa lưu ly trong suốt của Kỷ Hợi chưa bao giờ bị ảm đạm. Mở phim cho tất cả những gì Kỷ Hợi đã trải, chỉ biết nói cảm ơn bản thân vì đã luôn can trường, lạc quan, sống thiện và lựa chọn cho đi. Nhắc đến Kỷ Hợi là nhớ tới những con người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Trời sinh Kỷ Hợi được Phật Di Lặc ban trí tuệ, Phật A Di Đà Như Lai bảo hộ, Phật Thích Ca Mâu Ni ban phúc. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại, dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, Kỷ Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Đặc biệt Kỷ Hợi rất thân thiện và hòa đồng, sự bao dung và nhân hậu luôn tồn tại trong con người Kỷ Hợi.
Họ sẵn sàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của người khác. Dù đi đến đâu, Kỷ Hợi lại có người yêu quý, ngưỡng mộ tới đó. Thế nhưng, họ không bao giờ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, phô trương. Kỷ Hợi có cuộc sống an nhàn và lạc quan. Họ luôn tây cười vui vẻ với những người xung quanh. Nhiều người cho rằng Kỷ Hợi lười biếng và không có ý chí phấn đấu, dễ dàng an phận cuộc đời tầm thường. Đó hoàn toàn là một đánh giá sai lầm. Bởi thực chất Kỷ Hợi có sự thông minh và quyết đoán. Họ cũng phải vượt qua chặng đường khó khăn trước đó. Chỉ là họ không nói ra mà luôn quan sát để chờ đợi thời cơ thực sự đến với mình. Đối mặt trước khó khăn, áp lực của công việc, có người nhăn nhó khó chịu, có người kêu ca chán nản, nhưng Kỷ Hợi lại khác. Họ luôn trong tư thế đối mặt với khó khăn, thử thách, thái độ ung dung, tinh thần lạc quan của họ chính là một thứ vũ khí sắc bén, giúp những người này vượt qua khó khăn. Kỷ Hợi theo ngũ hành thuộc mệnh mộc, hay còn gọi là bình địa mộc. Phần lớn người mệnh mộc có tính cách khá cứng rắn và dứt khoát. Thế nhưng với người mệnh nạp âm bình địa mộc, đôi lúc lại mềm lòng và yếu đuối. Cũng chính điều này đã giúp họ ngày càng hoàn thiện bản thân, có nhiều mối quan hệ tốt trong cuộc sống. Những người này đều thành công từ hai bàn tay trắng. Bởi thế, họ luôn trân trọng những thứ mình đang nắm giữ. Dù việc lớn hay việc nhỏ gì, họ cũng cố gắng hoàn thành để đạt những thành tựu nhất định cho bản thân. Kỷ Hợi mệnh mộc thường rất khiêm tốn, có nhiều phẩm chất tốt đẹp, biết cảm thông, bao dung với người khác. Họ luôn lạc quan và rộng mở tấm lòng trong cuộc sống của mình. Vì vậy, tuy cuộc sống còn nhiều ưu phiền, trắc trở, nhưng họ vẫn luôn an tâm, lạc quan tiến tới. Họ cũng thường khoan dung với chính bản thân mình. Đây là những người mang tính cách cẩn thận, sống biết lo toan, suy nghĩ chu toàn trong mọi việc. Bên cạnh đó, họ còn rất thông minh, có nhiều tài nghệ, lại chăm chỉ và chịu khó, siêng năng làm lụng. Kỷ Hợi nếu được sinh vào giờ tốt thì trung niên đã có nhà cửa khang trang, gia đạo ấm êm, hạnh phúc. Vẻ bề ngoài của Kỷ Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Nhưng họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản họ luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Kỷ Hợi sẽ âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung, quả quyết. Tuổi Kỷ Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy, nên được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, Kỷ Hợi sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Theo luận giải, vì Kỷ Hợi thuộc mẫu người phúc hậu, trực tính, cẩn thận, chu đáo, mẫu mực, kiên nhẫn, mang nhiều hoài bão, lý tưởng, đặc biệt tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, có lý tưởng, đôi lúc ngây thơ, lãng mạn, dễ gặp may mắn trong cuộc đời, tự tin, kiên cường, có tài của bậc lãnh đạo, có ý chí tiến thủ cao. Kỷ Hợi là mẫu người ham học hỏi, có năng khiếu về văn chương và khoa học, là người tài giỏi, hiền lương. Cuộc sống có nhiều thành tựu với các công việc làm ăn lương thiện. Kỷ Hợi vào đời với hai bàn tay trắng, không nhờ cậy anh em, bà con, thân tự lập thân. Nhờ vào sự tháo vát, chịu khó chịu khổ, cũng đã có lúc khấm khá nhưng sự nghiệp không bền, nhiều phen chao đảo, nhất là tiền trung vận. Kỷ Hợi thích hành hiệp trượng nghĩa và cũng thích được nhiều người ngưỡng mộ, yêu mến. Họ luôn tỏ ra nghị lực, đối xử thân thiện và hết lòng vì bạn bè. Họ cũng không tiếc công sức khi tham gia các hoạt động phục vụ lợi ích cộng đồng. Đây là người biết cách lập kế hoạch cũng như xác định bước đi tiếp theo của mình là gì, luôn suy tính kỹ càng trước khi quyết định hành động. Tuy nhiên, tuổi Kỷ Hợi có sự chịu đựng kém, đứng trước áp lực của công việc và cuộc sống, nhiều khi họ xử lý không thấu đáo, thường đau đầu, mất ngủ hoặc có biểu hiện bất lực. Buông xuôi trước thử thách, để hướng tới thành công, họ cần tôi rèn nghị lực, ý chí nhiều hơn nữa. Những lúc gặp khó khăn, họ cần động viên, an ủi, chia sẻ, cảm thông, khích lệ rất nhiều. Kỷ Hợi chỉ mong ước có một cuộc sống giản dị, bình thường, nên họ không nhiều tham vọng, không ham bon chen, lấy khoan dung độ lượng để ứng xử, lấy khiêm cung trọng hậu để đối đãi với người khác. Họ yêu cuộc sống hòa bình, không thích tranh chấp hay nhường nhịn và thích giúp đỡ người khác. Tuổi Kỷ Hợi muốn xây dựng một bầu không khí hòa nhã, thân ái trong gia đình và cộng đồng. Kỷ Hợi thường rất chăm chỉ, siêng năng, khéo tay, tỉ mỉ. Họ có biệt tài nghiên cứu, sửa chữa máy móc, làm các đồ thủ công mỹ nghệ, trồng cây và chăn nuôi,
Chỉ cần một chút nghị lực can đảm thôi là họ có thể thành công trong công việc và cuộc sống. Ngoài ra, Kỷ Hợi có tinh thần đoàn kết với những người xung quanh, là những người giỏi ngoại giao hay giúp đỡ người khác, nên họ rất được lòng anh em, bạn bè. Họ giữ gìn sự đoàn kết như bảo vệ con ngươi trong mắt mình vậy. Sau đây sẽ là phần luận giải nội dung chi tiết về vận mệnh tử vi trọn đời của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ 67 tuổi trở đi, trên từng phương diện chính. Xét về đường công danh, sự nghiệp của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ tuổi 67 trở đi. Kỷ Hợi có nhiều ước mơ, hoài bão trong cuộc đời của mình, nhưng họ không bao giờ tham lam, ích kỷ, vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại tới người khác. Khi làm việc, họ khá cẩn thận, chậm chạp nhưng vô cùng chắc chắn. Sự tỉ mỉ, cần cù và lòng nhân hậu sẽ giúp họ trở thành những công dân có ích, tâm huyết với nghề. Cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, đơn giản như tính cách của họ vậy. Kỷ Hợi không thích tranh chấp, mâu thuẫn trong cuộc sống, thậm chí tránh xa những con người nhỏ nhen, ích kỷ. Bởi vậy, họ thích hợp với những công việc mang tính chất xây dựng cộng đồng. Nếu như tham gia công việc có sức cạnh tranh ác liệt, họ sẵn sàng chịu thua về mình và rút lui. Ngay từ thuở nhỏ họ đã ham học hỏi, tìm tòi mọi thứ xung quanh. Sự kiên nhẫn và tỉ mỉ giúp Kỷ Hợi thành công trong các lĩnh vực như ngành nghiên cứu khoa học, thiết kế hay công nhân viên chức. Dù giỏi kiếm tiền nhưng họ nổi tiếng là những người tiêu pha quan phí. Bởi vậy Kỷ Hợi sẽ không thích hợp với các vị trí quản lý tiền bạc, tài sản. Nếu làm ăn kinh doanh thì Kỷ Hợi có nhiều điểm mạnh cần phải được phát huy nhiều hơn. Với sự khéo léo trong giao tiếp, ứng xử, Kỷ Hợi tạo dựng được nhiều mối quan hệ hợp tác làm ăn lớn, với con mắt tinh tế và óc phân tích sắc sảo, giúp họ có cái nhìn khách quan và chính xác về nhu cầu của thị trường, từ đó quyết định đẩy mạnh mặt hàng cần kinh doanh. Tuy nhiên, nếu muốn công việc diễn ra thuận lợi hơn, Kỷ Hợi cần phải suy nghĩ cẩn thận trước khi quyết định điều gì đó. Hơn nữa, trong những tình huống gấp rút bất ngờ, sự quyết đoán mới chính là yếu tố giúp họ giải quyết vấn đề. Nếu có đam mê với kinh doanh thì nên thử sức với lĩnh vực buôn bán bất động sản. Kỷ Hợi là người lạc quan, tích cực, nên trong cuộc đời khi gặp khó khăn, họ luôn nghĩ rằng trong cái rủi có cái may. Dù chuyện xui xẻo bày ra trước mắt, họ vẫn tìm được điểm tích cực để vững tin vượt qua khó khăn. Cuộc đời họ cũng gặp nhiều may mắn, khi khó khăn thử thách đều được giúp đỡ từ quý nhân, bạn bè, người thân cũng giúp sức tận tình, làm họ có hậu phương vững chắc vượt lên. Nhờ vậy mà Kỷ Hợi chắc chắn sẽ gây dựng được cơ ngơi đáng nể. Khi bước vào giai đoạn trung niên, chỉ cần Kỷ Hợi biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những tháng ngày huy hoàng, rực rỡ trong cuộc đời của họ. Điềm báo tử vi cho thấy rằng giai đoạn hậu vận sẽ chính là thời điểm Kỷ Hợi bùng nổ trên nhiều phương diện. Từ năm 67 tuổi trở đi, nhiều cơ hội may mắn ùn ùn kéo đến, sự nghiệp thành công, tài lộc dồi dào, tình cảm, sức khỏe thăng hoa rực rỡ. Về già, Kỷ Hợi sẽ có cuộc sống an nhàn và sung túc đủ đầy. Tuy cuộc sống của họ lúc nào cũng bình yên, nhưng không ít lần Kỷ Hợi mất mát tài sản vì sự cả tin của mình trong công việc. Họ rất chuyên tâm, một khi đã xác định được mục tiêu, họ sẽ dồn hết tâm trí và sức lực vào công việc. Tuy nhiên thì đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng thoái trí, dễ chịu ảnh hưởng bởi dư luận. Thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Lời khuyên dành cho Kỷ Hợi là hãy vững lòng, học cách bảo vệ quan điểm của mình. Tuy nhiên, đừng quá bảo thủ mọi chuyện đều theo ý mình, thì rắc rối nhỏ sẽ biến thành phiền phức to. Khi có vấn đề, quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, biết bàn bạc, thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết khắc phục hậu quả tốt nhất. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, từ 67 tuổi trở đi. Kỷ Hợi được thần tài nâng đỡ, nên cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh, làm thuê hay đã nghỉ hưu thì đều được lộc trời ban. Hãy vững tin với lựa chọn của mình, dám nghĩ dám làm, sai thì đứng lên làm lại, chắc chắn thành công sẽ mỉm cười. Có điều hành sự nên nhìn trước ngó sau, suy xét kỹ càng trước khi thực hiện để bảo toàn tiền bạc gia sản của mình nhé. Theo tử vi học, tài vận của tuổi Kỷ Hợi rất hanh thông, là con giáp tiền tài dưỡng phát nhất trong số 12 con giáp, trời sinh nhiều tài lộc, may mắn. Vào vận cuối chỉ cần Kỷ Hợi nỗ lực nắm bắt cơ hội, chăm chỉ cần cù làm việc thì tài lộc không mời mà tự tới, cuộc sống sung túc an nhàn cho tới cuối đời.
Thời trẻ, Kỷ Hợi không quá yêu tiền. Họ nghĩ chỉ cần cuộc sống bình yên thì tiền bạc cũng chỉ là phù du. Sau khi bước ra xã hội và đi làm thì Kỷ Hợi sẽ dần nhận ra tiền bạc rất quan trọng. Họ không còn sống một cuộc sống xa hoa như trước nữa, sẽ tiết kiệm hơn, cũng sẽ nghĩ cách kiếm nhiều tiền hơn. Tuổi Kỷ Hợi mệnh mộc dường như có khả năng cuốn hút quạnh tài, vì thế mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn những người khác. Chỉ cần không mất bình tĩnh là hoàn toàn có được tài lộc dồi dào trong tay. Khi xử lý việc quan trọng, nên bình tâm, đừng để những chuyện xung quanh làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mình. Ngoài ra, hãy nhớ chú ý tới các mối quan hệ giao hảo xung quanh, đó cũng có thể là những quý nhân đem tới sự trợ giúp bất ngờ trong công việc và cuộc sống. Nhìn chung thì vận tài lộc của Kỷ Hợi rất rực rỡ, trong việc kinh doanh buôn bán cần phát huy sức hút cá nhân thì sẽ phát triển thuận lợi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng hãy dũng cảm tiến tới nắm bắt cơ hội trước mắt. Bước vào giai đoạn hậu vận có Thái Dương các tinh mang đến may mắn cho Kỷ Hợi, các khí vượng, Kỷ Hợi có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Từ 67 tuổi trở đi có ấn quan kết hợp, Kỷ Hợi hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao dù có khó khăn đến đâu. Đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của mình. Đương nhiên, quá trình đó không thể tránh được khó khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công nào trải toàn hoa hồng, nhưng Kỷ Hợi đều có thể vượt qua hết thảy. Về phương diện tài chính, Kỷ Hợi có tiềm năng lớn để phát triển và thành công trong giai đoạn này. Và đây cũng là thời điểm tuyệt vời để Kỷ Hợi tiết kiệm lập ngân sách và đầu tư vào các mục tiêu tài chính dài hạn. Từ 67 tuổi trở đi, Kỷ Hợi không chỉ nên học hỏi, cập nhật những phát triển của ngành, tận dụng các cơ hội để học các kỹ năng và kiến thức mới, mà còn phải duy trì thói quen đó. Điều này có thể giúp Kỷ Hợi duy trì tính cạnh tranh và nâng cao giá trị. Từ 67 tuổi trở đi, tài lộc của Kỷ Hợi vượng, cả chính tài và thiên tài cùng xuất hiện cho thấy bản mệnh có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, Kỷ Hợi làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm thực thần tạo cho nhiều cơ hội thu tài lộc về tay. Con người sẽ có ba loại mệnh, thành công sớm, thành công muộn hoặc sẽ không làm nên trò trống gì. Những người đạt được thành công sớm một cách dễ dàng thì có thể có thời khắc huy hoàng ngắn ngủi, nhưng sau đó lại dục tắt hoặc mờ nhạt dần. Với những người phát triển muộn thì khởi đầu có thể họ không tốt, nhưng nhờ thời gian dài tích lũy thì họ có thể tiến lên và đuổi kịp những người khác. Với những người không làm nên trò trống gì thì cả đời họ đều sống bình thường, đủ ăn đủ mặc, có thể coi như không có chút thành tựu nào. Tại sao chúng ta thường nói 40 không lăn lộn, 50 mới biết khổ? Lý do là bởi trải qua sự chìm nổi của năm tháng đầu, Kỷ Hợi mới hiểu được những khó khăn của cuộc sống là gì. Trước đó, Kỷ Hợi cũng cần phải vượt qua rào cản. 53 tuổi rồi 61 tuổi, những cột mốc quan trọng của đời người đã xô ngã không biết bao nhiêu số phận. Ở cái tuổi 67 thì Kỷ Hợi đã đi qua dốc bên kia cuộc đời. Bước vào độ tuổi này, sức khỏe của Kỷ Hợi đều suy giảm, dễ mắc nhiều căn bệnh. Nếu dùng quá nhiều sức lực cho công việc hoặc toan tính một điều gì đó thì sức khỏe lại càng nhanh xuống dốc. Thậm chí có nhiều người không qua khỏi được giai đoạn này. Nếu Kỷ Hợi nào may mắn vượt qua được sẽ có thể sống khỏe mạnh. Còn một số người rất dễ lâm bệnh, gặp tai ương ở tuổi 67 này. Kỷ Hợi cần đối mặt với hai nguy cơ, một là rủi ro đứng trước bờ vực thất nghiệp, không thể kiếm tiền do áp lực cuộc sống ngày càng mệt mỏi. Cuộc đời Kỷ Hợi không chỉ có chông gai mà còn luôn tiềm ẩn những khó khăn. Đừng nghĩ rằng đi làm sống nhờ vào đồng lương để nuôi gia đình, nên khi mất việc thật sự là cơn ác mộng. Đặc biệt, càng già thì vấn đề tìm việc làm lại càng là điều bất khả thi. Rủi ro thứ hai là thường xuyên gặp các vấn đề về thể chất và khủng hoảng. Sức khỏe ngày càng nghiêm trọng, sau tuổi 67 thì cơ thể Kỷ Hợi ngày càng kém đi, sức khỏe cũng đi xuống. Tuy nhiên, nếu không có vấn đề nghiêm trọng về thể chất thì bản mệnh có thể tiết kiệm được số tiền. Có câu, chỉ cần ngọn đồi xanh tươi thì đừng lo không có củi là gì vậy. Chăm sóc cơ thể tốt là chìa khóa để trở nên giàu có và may mắn. Từ tuổi 67, thất bại đáng sợ nhất của Kỷ Hợi không phải là không có tiền, mà là nuôi dạy con cái không nên người. Thành công lớn nhất của một người chính là thành công của gia đình, hay nói một cách thẳng thắn hơn là thành công của việc bồi dưỡng, giáo dục con cái. Thành công này không được định nghĩa bằng việc con cái trong nhà phải được nhận vào các trường đại học danh tiếng hàng đầu, mà đó là sự khỏe mạnh về thể chất và cả tinh thần cần có sự ngay thẳng và tự tin. Đối với Kỷ Hợi từ 67 tuổi trở đi, hầu hết con cái đã bắt đầu bước vào xã hội,
Quá trình tìm kiếm việc làm của các con chính là vấn đề khiến Kỷ Hợi lo lắng. Lo cho con không có học vấn cao, không có bằng cấp từ các trường xịn, không có quan hệ để dựa dẫm, nhờ vả, sẽ bị chèn ép hay thậm chí lo sẽ không chống chọi được với những cám dỗ của cuộc đời. Tất cả đều là những nỗi lo thường trực trong lòng mỗi bậc phụ huynh. Kỷ Hợi lúc này mới hối hận vì trước kia chỉ mãi lo công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình, không dành nhiều tâm huyết cho việc nuôi dạy con cái. Bây giờ, khi các con đã khôn lớn và định hình tính cách, dù muốn can thiệp hay thay đổi cũng đã muộn. Nếu Kỷ Hợi không dạy con mình, cuối cùng xã hội sẽ dạy chúng theo cách tàn nhẫn hơn. Chính vì lẽ đó, nuôi dạy con cái không nên người trở thành một trong những thất bại đáng sợ nhất của Kỷ Hợi sau tuổi 67. Tuy nhiên ở giai đoạn này, bản mệnh sẽ biết trân quý hơn người bạn đời đồng cam cộng khổ trong đời mình, biết trân trọng hơn đứa con đã trưởng thành và những người bạn cũ luôn kề vai sát cánh bấy lâu nay. Tình thân, tình bạn, tình yêu, những điều này dần sẽ trở thành những điều quan trọng trong số những điều được coi trọng trong lòng Kỷ Hợi. Tâm danh lợi của Kỷ Hợi cũng dần tiêu tan. Kỷ Hợi từ 67 tuổi, sức khỏe sẽ không còn như trước, sẽ càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh, không khi nào Kỷ Hợi lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe. Như ở độ tuổi này, bản mệnh sẽ chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện. Kỷ Hợi từ 67 tuổi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động khiến tâm trạng lên xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, Kỷ Hợi cũng có một điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Ở giai đoạn này, sức khỏe mới là điều quan trọng với Kỷ Hợi. Để duy trì sức khỏe tốt, Kỷ Hợi mệnh mộc có thể thực hiện các biện pháp sau. Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối, bao gồm nhiều rau quả, thực phẩm giàu chất xơ và chế độ ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, thực hiện các bài tập thể dục đều đặn để duy trì sự linh hoạt và sức mạnh cơ bắp, đảm bảo giấc ngủ đầy đủ và đều đặn, giúp cơ thể phục hồi và tái tạo năng lượng, tránh căng thẳng và áp lực quá lớn. Bằng cách tìm hiểu các phương pháp giảm stress như yoga, thiền định hoặc tập thể dục, thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và điều trị kịp thời. Đặc biệt, tuổi Kỷ Hợi cần tạo ra môi trường sống lành mạnh và thoải mái. Điều này bao gồm việc giữ gìn môi trường xung quanh sạch sẽ, tránh tiếp xúc với các chất độc hại và tạo ra không gian thư giãn để nghỉ ngơi. Ngoài ra, Phật độ mệnh của tuổi Kỷ Hợi là Phật A-di-đà. Nếu con giáp này mang theo bên người những vật tượng trưng của Phật hoặc dốc lòng thờ cúng thì sẽ được Phật A-di-đà che chở bảo vệ, phù hộ độ trì và vượt qua những ảm đạm bệnh tật, đau ốm. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình lưu niên cho từng năm của con giáp tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Tý. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi, con giáp này vướng họa kiếp tài trong năm Tý, vì thế mà chuyện làm ăn kinh doanh gặp nhiều khó khăn, mưu sự gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, nhờ có sự cứu trợ của các tinh thái dương, bản mệnh chỉ cần cố gắng làm việc thì ắt tìm ra phương hướng giải quyết. Phương diện tình duyên không khả quan, đào hoa có xuất hiện song đa phần là đào hoa xấu. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Sửu. Năm Sửu đem tới cơ hội chuyển vận cho con giáp này. Con đường làm ăn của bạn có nhiều yếu tố thuận lợi, dù làm trong lĩnh vực gì cũng có khả năng kiếm tiền về đầy túi. Giữa năm có kẻ tiểu nhân xuất hiện gây trở ngại, song không phải vấn đề gì lớn. Năm này bạn chỉ cần hành thiện tích đức thì có thể đạt được mọi điều mà mình mong muốn. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Dần. Bước sang năm Dần, bản mệnh gặp phải nhiều sự cố bất ngờ, các kế hoạch đặt ra cũng không được thuận lợi như dự kiến. Tuy nhiên, chỉ cần bạn không đầu hàng trước khó khăn thì mọi việc vẫn có cơ hội chuyển biến, thậm chí có người biến thách thức thành cơ hội để khẳng định bản thân. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Mão. Xem vận trình lưu niên của tuổi Hợi, bạn có khả năng chuyển họa thành phúc, tiền bạc đổ về túi ào ào không hết. Giữa năm con giáp này còn có cơ hội thăng quan, tiến chức. Tuy nhiên, cuối năm kẻ tiểu nhân tác oai tác quái, hành sự không còn thuận lợi như trước, bạn cần thận trọng kẻo công lao đổ sông đổ bể. Vận trình tử vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Thìn. Trong năm được chính quan soi chiếu, nên con đường sự nghiệp của bản mệnh rực rỡ sáng lạng,
nhiều người được nắm quyền hành trong tay, người đi xa lập nghiệp cũng hứa hẹn được đón nhận nhiều tin mừng. Tuy nhiên, trong năm Thìn vẫn có quả phá tài nhỏ, bạn chớ nên chi tiêu phung phí hoặc nghe theo lời dụ dỗ của kẻ không đáng tin. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Tỵ. Năm này, người thường xuyên di chuyển hoặc người đi xa lập nghiệp gặp được nhiều may mắn, thách thức sẽ trở thành cơ hội để bạn khẳng định bản thân. Chuyện hợp tác đầu tư diễn ra thuận lợi, bạn có thể tìm gặp được đối tác ăn ý, khiến tiền đổ về túi. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh 1959 gặp năm Ngọ. Dù tuổi Kỷ Hợi gặp phải những bất chắc, nhưng thường được các tinh tương trợ, nên mọi việc đều có thể được tháo gỡ, tài vận hanh thông. Nhiều kế hoạch trước đó đem tới kết quả tích cực, hãy hài lòng với những gì mình đang có, bạn sẽ cảm nhận được hạnh phúc. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Mùi. Căn cứ vận trình lưu niên của 12 con giáp, nhìn chung là thuận lợi, bạn có thể tự tạo ra cơ hội cho mình nếu tập trung vào sự nghiệp, nói ít làm nhiều. Tuy nhiên, năm nay không thích hợp đi xa, không nên nhảy việc, nên chú ý hoàn thành các nhiệm vụ còn dang dở. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Thân. Xem vận trình lưu niên của tuổi Kỷ Hợi thấy rằng có quả khẩu thiệt thì phi phát sinh nhiều, bạn cần hành sự thận trọng, tránh gây thù chuốc oán với người khác. Người làm ăn kinh doanh cũng dễ gặp phải bất trắc cản trở. May mắn đến cuối năm, hung vận giảm bớt, bạn vẫn thu về lợi nhuận nhất định. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Dậu. Nhiều biến động sẽ xuất hiện trong cuộc sống của Kỷ Hợi trong năm này. Bạn cần thận trọng khi hành sự, nếu không dễ phá tài, công sức bỏ ra không thu được thành quả tương xứng. Tuy nhiên, người theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Bạn chú ý mở rộng mối quan hệ thì ắt kết giao được với quý nhân. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Tuất. Kỷ Hợi khó nắm bắt được các cơ hội trong năm này. Tuy nhiên, nếu chăm chỉ cố gắng suốt cả năm thì vẫn sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Bạn không nên ngại khó khăn, vất vả, hãy coi đó là cơ hội rèn luyện bản thân. Đồng thời, có thể trong quá trình đó, bạn sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân. Vận trình Tử Vi tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959 gặp năm Hợi. Trong năm này, Kỷ Hợi cần chú ý đến việc kết giao bè bạn, nếu không dễ tin lầm kẻ xấu. Sự nghiệp lên xuống bất ổn, hành sự khó khăn, bạn cần phải thực sự kiên trì, hạn chế mâu thuẫn với người khác. Tài vận cũng bất lợi, bạn cần hạn chế đầu tư, tốt nhất là tập trung hoàn thành những nhiệm vụ còn dang dở. Tuổi Hợp làm ăn với tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Tuổi Kỷ Hợi hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi, tam hợp quý nhân mang lại may mắn, tiền tài, phúc lộc, vì vậy tuổi Kỷ Hợi nên hợp tác, giao hảo với hai tuổi này để tăng hiệu quả trong việc làm ăn và nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống. Tuổi Hợi kỵ nhất là tuổi Dần, tuổi Thân và tuổi Tỵ, nếu kết hợp làm ăn với tuổi này, vận thế sẽ đi xuống nhiều. Hướng phong thủy. Nam mệnh tuổi Kỷ Hợi hợp với các hướng như Tây Nam, Tây Bắc và hướng Tây, làm nhà những hướng này sẽ giàu có, làm ăn có lãi, phát tài phát lộc nhanh chóng, con cháu thông minh, đỗ đạt cao, gia đình hạnh phúc, đặc biệt người trong nhà lương thiện nhất định nhiều tài lộc dồi dào theo phúc đức để lại. Nữ mệnh tuổi Kỷ Hợi hợp với các hướng như hướng Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và hướng Tây, làm nhà những hướng này thì giàu sang phú quý, nhân khẩu tăng, sức khỏe mọi người tốt, tuổi thọ cao, gia đình hạnh phúc, con cái thông minh và thành công trong cuộc sống. Màu sắc phong thủy hợp mệnh Kỷ Hợi sinh năm 1959. Hãy thường xuyên sử dụng các màu tương sinh hoặc màu bản mệnh để gặp nhiều may mắn, dạng sự hanh thông, hạn chế sử dụng các màu kỵ để tránh vướng vào rắc rối. Màu bản mệnh là xanh lá, xanh lục. Màu tương sinh là màu đen, xanh dương, đỏ, cam, tím, hồng. Màu kỵ là trắng, xám, ghi, vàng, nâu đất. Tiếp theo sẽ là phần luận giải về vận trình tử vi chi tiết vận mệnh cho từng tháng sinh âm lịch may mắn của người tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, cụ thể như sau. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 1 âm lịch. Tháng 1 âm lịch tức là tháng Giêng, là tiết tân xuân, vạn vật sinh sôi, đất trời tươi tốt, người này tinh thần sảng khoái, biết tiến, biết lùi, yêu tự do,
người này không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, sức khỏe đa phần được hưởng thọ, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp. Họ sống hòa thuận, hạnh phúc với cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái hết mực yêu thương, nuôi nấng chăm sóc lẫn nhau. Tuy không có nhiều tham vọng, không đạt được địa vị cao trong xã hội, nhưng đời sống tinh thần của họ rất phong phú, họ bằng lòng với những gì mình đang có. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch vào tiết Kinh Trập, mọi việc đều hanh thông, người này có tinh thần lạc quan, sức sống dồi dào, dễ thành đạt, nhiều thành tựu, là người nhân hậu, thông minh, tháo giác. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là tiết Thanh Minh, người này thông minh, linh hoạt ứng biến, được trời phù hộ. Sống một đời vinh hiển, người này có khả năng thích ứng tốt với hoàn cảnh và có được vị trí cao trong xã hội. Họ rất may mắn được quý nhân phù trợ, tài vận hanh thông. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết Lập Hạ, người này có chí hơn người, tài năng văn chương nghệ thuật, đa sầu đa cảm, rất cao ngạo, cuộc đời gặp nhiều trắc trở, người này khó có thể gây dựng sự nghiệp lớn. Mặc dù họ có sức mạnh tổ chức tốt và có tham vọng, được lòng mọi người, vì tính cách nghiêm khắc, kiêu căng nên bị mọi người coi thường. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 5 âm lịch. Người tuổi này được hưởng một sự nghiệp đơn giản, có danh tiếng và may mắn, có thể thất bại, có thể gặp khó khăn trong tương lai, nhưng danh tiếng của con giáp này căn bản không tệ. Có tài năng nên được mọi người kính trọng, vận may lên xuống thất thường, được quý nhân giúp đỡ, sự nghiệp phát đạt nhưng dễ thất bại nhanh chóng. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 6 âm lịch. Người này khó nhận được sự giúp đỡ của gia đình, bước vào xã hội không được sự giúp đỡ của bạn bè và quý nhân, sự nghiệp của họ gặp nhiều khó khăn, trắc trở, nhưng đạt được thành tựu ổn định. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch tuy thời tiết hanh khô, nhưng cuộc đời của người này lại rất suôn sẻ, dễ chịu, hạnh phúc và bình an đến hết đời, gia đình có nhiều phúc báo, cha mẹ, anh chị em giúp đỡ, vợ chồng thuận hòa, người này không cần phải làm việc quá vất vả mà vẫn có cuộc sống sung túc, không phải lo lắng bất cứ điều gì. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 8 âm lịch. Người này là người khôn ngoan, sống có lý tưởng, có trí tiến thủ, về sau được nhiều người khen ngợi. Đây là người có quyền lực, địa vị, được nhiều người khen ngợi, không phải lo lắng về vấn đề tài chính. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 tinh vào tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch thuộc tiết Bạch Lộ, người này sống cuộc sống tự do, sung túc, không bị gò bó, hạnh phúc. Người này không được nhiều của cải của cha mẹ, nhưng được quý nhân phù trợ trong xã hội, nên không gặp phải sóng gió lớn trong cuộc đời. Người này rất độc đoán, thích thô bạo, cứng rắn, hơi điên rồ và ích kỷ. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là thời điểm của lập đông, người này có thể sống bình lặng đến hết đời mà không cần lý tưởng hay nỗ lực gì. Họ không thích học, mọi thứ trên đời không quan trọng, muốn gì được nấy. Người này phải đến tuổi trung niên thì mới có cuộc sống thoải mái mà họ muốn. Họ không có một sự nghiệp tuyệt vời và họ không có nhiều tiền. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch là thời kỳ tuyết rơi dày đặc. Người này có tài năng, sức mạnh, thông minh, tốc độ và có nhiều hoài bão, nhưng tiếc là tổ tiên lại dày, không còn nơi nương tựa. Sự nghiệp của họ bị mất ngay cả bởi những người cao quý. Vì đang tự mình khởi nghiệp nên đôi khi cảm thấy cô đơn, mệt mỏi và muốn bỏ cuộc. Dễ xảy ra tranh chấp tài sản hoặc làm việc xấu, dẫn đến hủy hoại tài sản, vượt qua nhiều trở ngại và dễ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vận mệnh của người tuổi Kỷ Hợi 1959 sinh vào tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức là tháng Chạp, là tiết Tiểu Hàn, người này làm việc chăm chỉ để đạt được danh vọng và sự giàu có. Cuối cùng họ vẫn hạnh phúc, sung túc và thịnh vượng, nhưng không chắc họ là có được những gì xứng đáng hay không. Người này thông minh và tài giỏi hơn những người khác, nhưng không thể dựa vào gia đình, anh em cũng khó khăn, đều phải dựa vào chính mình nên khởi nghiệp gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Vận mệnh của người này có phần gặp trở ngại, nhưng nếu có ý chí thì thành công cũng không xa vời. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được khép lại.
Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.